Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình. Y tế cơ sở chủ động phòng dịch khi người dân về quê đón Tết. Bảo Thắng sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa đắt khách cuối năm. Cảnh giác với tiếp cận tín dụng đen qua mạng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chiều 19 tháng 1, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đoàn đã đến thăm tặng quà Tết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý trật tự về xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 Bộ Công an, Đại đội 20, Đại đội 27, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thăm tặng quà Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lào Cai và Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân dân các đơn vị địa phương đã đạt được trong năm qua. Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị lực lượng vũ trang cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luyện tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Dén, thôn Cấp Kẹ, xã Thống Nhất, thăm hỏi tặng quà cụ Đinh Thị Chố, trú tại tổ 10, phường Xuân Tăng, năm nay tròn 100 tuổi. Bộ Giáo dục, Đào tạo và Bộ Y tế tổ chức hội thảo tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục với mục đích tìm giải pháp đưa học sinh trở lại trường sau Tết. Hội thảo kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu thuộc các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện tại cả nước vẫn duy trì cả 3 hình thức dạy học, trực tuyến và qua truyền hình, trực tiếp và trực tiếp kết hợp trực tuyến qua truyền hình. Trong đó, những địa phương đang dạy học trực tuyến và qua truyền hình hoàn toàn đang giảm đáng kể so với cuối năm 2021. Theo các đại biểu dự hội thảo, với kinh nghiệm các nước, đây là lúc chúng ta cần có những điều chỉnh trong mở cửa trường học một cách an toàn, thực hiện một năm học chủ động, thích ứng, linh hoạt. Tại tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh có 200 ca F0 là giáo viên, học sinh, 600 ca F1 là giáo viên, học sinh. Hiện nay, Lào Cai đang ở vùng xanh, theo quy định tại Nghị quyết 128 của Chính phủ. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến để có thể chuyển trạng thái dạy trực tuyến ngay khi có F0. Có phương án và điều chỉnh kịp thời dạy học ứng phó với dịch COVID-19. Khi xuất hiện trường hợp F0, F1 ở đâu, sẽ thực hiện khoanh vùng ở đó để điều trị cách ly theo quy định. Các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn vẫn tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới. Tới thời điểm này, toàn tỉnh có 34 giáo viên và 166 học sinh là F0, hơn 600 trường hợp khác thuộc diện F1 phải cách ly y tế. Đây là thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Cùng với việc truy vết cách ly kịp thời các trường hợp F0, F1, công tác tiêm vaccine cho học sinh và giáo viên cũng được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 173.539 học sinh, giáo viên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó có gần 80.000 trường hợp được tiêm vaccine mũi 2, gần 11.000 trường hợp được tiêm vaccine mũi 3. Việc triển khai tiêm vaccine cho học sinh, giáo viên sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho thầy và trò các trường học trước dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, cùng với các ban ngành, các địa phương, ngành y tế Lào Cai đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh để mọi người, mọi nhà yên tâm đón Tết vui xuân. Bác sĩ Đỗ Hồng Phong cùng các cán bộ trạm y tế xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên vừa trải qua một đêm thật sự vất vả. 7 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện là các trường hợp lao động về từ Hà Nội. Lấy mẫu xét nghiệm, bố trí chỗ cách ly tạm thời cho các trường hợp trên trong thời gian chờ kết quả khẳng định. Tất cả công việc đã được các cán bộ trạm y tế khẩn trương thực hiện ngay trong đêm. Ưu tiên số 1 cho bây giờ là công tác phòng chống dịch. Số lượng một công dân của Kim Sơn là đi từ tỉnh xa về cũng rất là đông. Riêng cán bộ để trực dịch 24/24 cùng kết hợp với công an để sẵn sàng có những trường hợp cần phải xác minh dịch thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiến hành ngay. Thời điểm cận Tết, các lao động đi làm ăn xa đã bắt đầu trở về địa phương. Công việc của các cán bộ y tế tại cơ sở vì vậy cũng bận rộn vất vả hơn nhiều. Bất kể giờ giấc, ngày đêm. Và dịch COVID-19 càng phức tạp, công việc của các anh chị càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Có những trường hợp có những người ta một là không đồng ý đi, hai nữa là người già mình có thể là
sẽ chia sẻ cùng bà con đến tận nhà để lấy. Chúng tôi thì cũng rất là lo lắng, nhà thì con nhỏ, nói thực sự ra thì đấy, như đợt này là tất cả anh em lấy quần áo hết về ở tại trạm này cho nó yên tâm. Xã Kim Sơn có gần 500 trường hợp công dân đi làm ăn xa trở về địa phương. Tất cả đều đã thực hiện khai báo y tế đúng quy định, cách ly theo yêu cầu. Có trường hợp trở thành F0, nhưng trên địa bàn xã không phát sinh F1. Nỗ lực này có được là từ sự sâu sát của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đảm bảo tất cả mọi người dân đều nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp an toàn cho mình và cộng đồng. Em từ Hà Nội về thì biết là nói chung là cũng tuân thủ theo bên trạm xá, thì em cũng đã đến trạm em khai báo và các anh cũng hướng dẫn nhiệt tình, có nghĩa là khi về là không được tiếp xúc với ai và nói chung là về có biểu hiện ho sốt gì như nào thì các anh cũng bảo cho số điện thoại để điện. Y tế cũng đang làm tốt công tác và nhất là tuyên truyền vận động đến người dân, kể cả những đi làm ăn xa về phải đến trạm y tế khai báo và đang thực hiện tốt cái 5K và khai báo y tế và tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo xã để cho đến thời điểm bây giờ thì Kim Sơn đang làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm này, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh được ngành y tế ở cơ sở triển khai mạnh mẽ, thiết lập lá chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào địa bàn. Với sự quyết tâm cao, những nỗ lực từ tuyến cơ sở sẽ góp phần bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch bệnh, giúp người dân yên tâm đón Tết vui xuân. Sau hơn một năm ban hành Nghị quyết số 26 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp được các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt là giúp nông nghiệp, nông dân có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất. Huyện Bảo Thắng là một trong những địa phương có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết. Các tổ chức cá nhân dễ dàng tiếp cận với chính sách được hỗ trợ. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, in 10.000 cuốn tài liệu tuyên truyền nghị quyết, phát đến tận tay các hộ dân, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông viên tại cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền là những giải pháp cụ thể đã và đang được huyện Bảo Thắng thực hiện nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hộ gia đình chúng tôi cũng đã tiếp cận với nghị quyết 26 và hiểu và cũng được hỗ trợ về vấn đề là vaccine và hóa chất. Và đợt này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng nghị quyết có cái chính sách hỗ trợ gia đình chúng tôi về vật chất để chúng tôi nâng cao và sửa sang lại chuồng trại, mua thiết bị chăn nuôi. Bảo Thắng cũng đã thành lập tổ tư vấn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích nông nghiệp. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ, tạo động lực khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn. Đi thẩm định thì ví dụ như những cái phần nào nó chưa đạt ấy, thì chúng tôi đã hướng dẫn để cho các trang trại hoàn thiện, đảm bảo được cái phần nào thì sẽ đăng ký hỗ trợ về cái phần đó. Ví dụ như là hỗ trợ cho trại chăn nuôi lợn thì phải đảm bảo đúng quy mô và về đảm bảo về cả cái nhất là cái môi trường để người dân sớm được tiếp cận cái nguồn vốn theo cái nghị quyết 26. Năm 2021, huyện Bảo Thắng đã triển khai tiêm trên 2 triệu liều vaccine cho gia súc gia cầm. Các chính sách hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển hợp tác xã, xây dựng mới trang trại, nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi cũng đã được triển khai thực hiện. Đây đều là các nội dung được quy định theo nghị quyết 26. Người dân cũng đã tiếp cận, cũng đã hoàn thiện các cái hồ sơ. Hiện nay thì cũng đang đề nghị các cái cấp có thẩm quyền để hỗ trợ kinh phí để giúp cho người dân cũng như là các cái tổ chức đầu tư phát triển nông nghiệp được hưởng, cũng như là có cái cơ hội để đầu tư, để nâng cấp cũng như là để phát triển các cái sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đã giúp huyện Bảo Thắng sớm đưa nghị quyết 26 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống. Thêm nhiều trang trại quy mô nhỏ và vừa hình thành, nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng, an toàn được cung ứng ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm 2021, huyện Mường Khương đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch.
Cùng với việc triển khai chương trình hành động thực hiện 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và đề xuất ban hành một số nghị quyết tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực. Năm 2022, với chủ đề đoàn kết kỷ cương, thích ứng linh hoạt, phát triển toàn diện, Mường Khương tập trung lãnh đạo, bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, công trình cấp điện cho thôn Pờ Hồ, xã Trung Lèng Hồ, huyện Ba Sát vừa chính thức hoàn thành. Ánh sáng điện lưới quốc gia giúp hơn 50 hộ dân ở Pờ Hồ có thêm niềm vui đón Tết vui xuân. Công trình cấp điện cho thôn Pờ Hồ có tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng, gồm các hạng mục 1,3 km đường dây 0,4 kV, 1,9 km đường dây 35 kV, một trạm biến áp 100 kV-ampe. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Intracom đầu tư toàn bộ vốn. Theo Sở Công Thương, thì đến trước Tết Nguyên đán năm 2022, tỉnh đã đóng điện cho thêm 15 thôn bản. Như vậy, sẽ chỉ còn 3 thôn bản sẽ phải tiếp tục triển khai đầu tư cấp điện lưới trong năm 2022. Dự án thu gom nước thải thành phố Lào Cai được thực hiện tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Lào Cai và xã Vạn Hòa. Thời điểm này, trên các công trường, đội ngũ cán bộ công nhân vẫn miệt mài lao động, sớm đưa dự án hoàn thành trước thời hạn, đặc biệt là điểm thi công đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải. Tại công trình, trên cơ sở tận dụng tối đa vỉa hè và hệ thống thoát nước cũ hiện còn tốt, đơn vị thi công mở rộng mặt đường trên nguyên tắc hạn chế tối đa chiếm dụng vào các công trình nhà ở, cơ quan đã ổn định. Mặt đường sau khi cải tạo nâng cấp đảm bảo chiều rộng 10,5 m và được thảm bê tông nhựa. Thời điểm này, đơn vị thi công đang tăng cường thêm nhân công máy móc, tranh thủ thi công cả ngày và đêm để sớm đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố nói chung và người dân phường Cốc Lếu, Duyên Hải nói riêng. Nhà thầu sẽ huy động là bao gồm máy lưu, máy xúc, xe cẩu và máy đào và xe ô tô vận chuyển đất và vận chuyển vật tư vật liệu về đến công trường. Thứ nhất, cái thứ hai là nhân lực thì là đang thi công trên tuyến đường này là bố trí tầm 15 đến 20 người để là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Xác định tuyến đường Thủy Hoa có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ cho nhu cầu phát triển thông thương hàng hóa khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Việc bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến cũng được nhà thầu và các đơn vị thi công thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Để mà hoàn thành từng hạng mục một ấy, thì chúng tôi cũng phối hợp với ban quản lý, tư vấn thiết kế và nhà thầu. Có cái gì vướng mắc tại trường chúng tôi xử lý ngay lập tức để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ban quản lý cũng yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo về chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối với người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân khi thi công công trình. Với sự vào cuộc tích cực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thủy Hoa phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin thị trường đáng chú ý. Gà nuôi thả vườn hiện đang được các trang trại xuất bán ra thị trường với giá 60 đến 65.000 đồng 1 kg, gà ta có giá 120 đến 150.000 đồng 1 kg. Tuy sức mua của thị trường thời điểm này vẫn còn khá chậm, các trang trại hộ chăn nuôi gia cầm đang tìm nhiều phương án để tiêu thụ sản phẩm. Các vườn táo hiện đang vào vụ chín, giá bán ra khá rẻ. Táo chua được bán tại vườn có giá từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg, táo đại có giá từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg. Để tăng sức mua cho thị trường, nhiều nhà vườn đã kết hợp dịch vụ trải nghiệm hái táo. Theo đó, khách tự hái và mua số táo mình hái được. Cam sành đang được bày bán rất nhiều. Tại Lào Cai, cây cam sành tập trung chủ yếu ở huyện Bảo Yên. Giá bán tại vườn từ 8 đến 10.000 đồng 1 kg, giảm khoảng 5.000 đồng 1 kg so với năm trước. Theo nhiều chủ vườn, nguyên nhân là do cam sành đang chính vụ thu hoạch, lượng hàng từ các địa phương khác về Lào Cai tương đối nhiều. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cũng vì thế trở nên đắt khách trong dịp này. Thậm chí đã có một số công ty nhà sạch thông báo từ chối nhận đơn hàng vì đã nhận kín lịch. Là người làm kinh doanh, chị Phạm Thùy Trang ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, những ngày cuối năm càng bận rộn hơn. Chị không còn thời gian để dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết. Bởi vậy, thuê dịch vụ dọn nhà sạch là giải pháp của chị.
Với cả nhà tôi thì cũng khá rộng, bình thường nhà tôi có giúp việc nhưng mà cũng không thể lau dọn được hết. Nên là tôi thuê nhà sạch về, thứ nhất là họ có những cái dụng cụ dọn dẹp rất là sạch sẽ. Với thứ hai là nhà tôi là muốn là Tết là phải sạch sẽ hơn bình thường nên là tôi thuê về. Với cái giá thành rất là hợp lý, cũng không đắt quá nên là tôi muốn là thuê về dọn cho nó sạch sẽ để Tết này có cái Tết an tâm đón Tết. Nếu như trước đây, nhu cầu thuê dọn dẹp phần lớn đến từ các cơ quan, công ty, thì đến nay, nhu cầu thuê người dọn vệ sinh nhà cửa đã trở nên phổ biến, đặc biệt là vào dịp trước Tết. Tuy nhiên, giá của dịch vụ này vẫn cơ bản giữ mức ổn định, khoảng 150.000 đồng cho 4 tiếng dọn dẹp. Nhu cầu dọn nhà sạch trong dịp Tết này của khách hàng tăng lên 2-3 lần so với những tháng trước. Do chúng tôi đã nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và cũng là do khách hàng không có những thiết bị và dụng cụ để vệ sinh chuyên nghiệp nên là lượng khách hàng của chúng tôi đã được tăng lên. Nhu cầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tăng cao vào dịp cuối năm cũng là cơ hội tìm việc làm cho rất nhiều người, đặc biệt là những chị em phụ nữ chưa có việc làm ổn định, đem lại cho họ nguồn thu nhập ổn định và cao. Mức thu nhập thì nó cũng khá là ổn định, nó dao động từng tháng từ 4 đến 5 triệu. Còn nó cũng đáp ứng đủ với nhu cầu cuộc sống cá nhân của gia đình mình. Công việc ngày Tết này thì nó tăng cao và nhiều hơn so với những ngày thường. Chị em thì cũng cố gắng có thể là làm, một người có thể làm được 2 ca. Thường thường là ngày thường thì chỉ làm 1 ca thôi, nhưng ngày Tết thì sẽ tăng cường làm 2 ca. Bằng sự nhanh chóng, tiện lợi, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa ngày Tết đã giúp cho nhiều gia đình bận rộn có thể dễ dàng trang hoàng lại nhà cửa để đón một mùa xuân mới. Năm 2022, Lào Cai dự kiến sẽ có 11 cơ sở chế biến nông lâm sản đi vào hoạt động. Đây là kết quả của sự đổi mới của tỉnh trong kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện tại có 4 dự án bắt đầu xây dựng mới và nâng cấp nhà xưởng. 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đề nghị tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư, nâng cấp với tổng nguồn vốn lên đến cả 100 tỷ đồng. Đây là điều kiện để nông dân xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn, cung cấp cho các cơ sở chế biến. Với việc tách phần giải phóng mặt bằng ra khỏi tổng dự án đầu tư, trong năm trước, Lào Cai đã có 8 nhà máy, cơ sở chế biến nông lâm sản đi vào hoạt động. Ngoài việc hỗ trợ tích cực trong việc tiêu thụ nông sản cho nhân dân thì còn tạo ra khối lượng công việc lớn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 900 triệu đồng là tổng số tiền của các cấp công đoàn thị xã Sapa đã kêu gọi hỗ trợ cho công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nhâm Dần. Theo đó, 300 đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 39 trẻ mồ côi khuyết tật nhận được sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với các đơn vị chủ sử dụng lao động cùng chăm lo Tết cho người lao động, nhất là người lao động khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn nhằm động viên tinh thần, mang cái Tết đầm ấm đủ đầy hơn tới công nhân viên chức, người lao động nghèo trên địa bàn. Nghị quyết số 26 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã quy định mức hỗ trợ tích tụ đất đai cho các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau. Các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp có tích tụ đất đai theo hình thức thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ tiền thuê đất cho 5 năm đầu. Mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê thực tế không quá 15 triệu đồng trên hecta trên năm. Điều kiện hỗ trợ, các tổ chức cá nhân thuê lại đất nông nghiệp hợp pháp để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phương án sản xuất. Hợp đồng thuê đất tối thiểu 5 năm liên tiếp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cơ chế hỗ trợ hàng năm thực hiện sau khi tổ chức cá nhân hoàn thành tích tụ đất đai đưa vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, những chương trình dự án được triển khai trên địa bàn huyện Simacai thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tư duy, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân vào sự đầu tư của nhà nước, từ đó chủ động vươn lên thoát nghèo. Không có nhiều đất trồng ngô, lúa nên ông Sùng Quốc Khánh ở xã Thảo Chư Phìn lựa chọn nuôi lợn đen bản địa để phát triển kinh tế gia đình. Chăm chỉ chịu khó học hỏi nên việc chăn nuôi của gia đình khá thuận lợi. Năm nào cũng xuất chuồng khoảng 1 tấn lợn hơi cùng với khoảng 1 hecta sa nhân. Năm 2021, gia đình ông thu lãi gần 70 triệu đồng. Đảng nhà nước hỗ trợ được thì còn tốt, không hỗ trợ đấy thì nó tự tay chăm sóc với lại các loại cây giống với lại lợn gà rồi chăm sóc sa nhân thật tốt thì nó sau này mình thu nhiều thì nó mới có kết quả cao hơn.
Thì tại mình phải cố gắng lên thì mình mới thoát được nghèo. Do thiếu đất sản xuất cộng với tác động của dịch Covid-19, trong khi chuẩn nghèo mới đã điều chỉnh tăng, nên gia đình anh Vàng Văn Thàng ở đội 2 xã Nản Sán lại tái nghèo. Cũng chẳng ai thích nghèo cả. Trong năm tới, tôi cũng mong muốn là sẽ thoát được cái cảnh nghèo khổ này. Ở trên này thì nó hợp với khí hậu, nó hợp với sản nhân, cũng có một số giống cây quế cũng có thể được. Bây giờ có anh trai tôi đi làm ăn ở xa thì anh trai của tôi còn một mảnh đất nữa thì tôi có thể trồng đấy. Có những người đã thoát nghèo như gia đình ông Khánh, cũng có những người đang ấp ủ những dự liệu phát triển kinh tế như anh Thằng. Tất cả họ đều có điểm chung là mong muốn thoát nghèo từ chính sự nỗ lực của bản thân mình. Chúng tôi cũng chỉ đạo các xã phải tuyên truyền vận động để người dân hiểu được chính sách nào thì nó có cái giới hạn ở một giai đoạn nào đó thôi, và sự hỗ trợ cũng chỉ ở một giai đoạn thôi, và sau cái việc hỗ trợ của nhà nước thì người dân phải tự đóng góp vươn lên để chăm lo cái cuộc sống của con em mình, của đồng bào mình và của bản thân mỗi hộ gia đình của mình, và có cái sự đồng thuận rất cao trong nhân dân. Tinh thần không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, nhà nước đang ngày càng lan tỏa trong mỗi gia đình ở các bản làng vùng cao Simacai. Đây là yếu tố quyết định để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới. Tiếp theo chương trình, cảnh giác với tiếp cận tín dụng đen qua mạng. Giải pháp công nghệ cho những học sinh không thể tới trường. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ cả năm 2021 ước đạt khoảng 1,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2020. Như vậy, đây là lần đầu tiên xuất khẩu tôm sang Mỹ vượt mốc 1 tỷ đô la trong một năm. Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu tôm. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đã tăng trưởng dương trong tất cả các tháng của năm 2021 và lũy kế 12 tháng đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong top các thị trường chính tôm của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã có tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đây là thời điểm thuận lợi để tín dụng đen nở rộ với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là hình thức quảng cáo và cho vay online. Chỉ cần truy cập Internet vào công cụ tìm kiếm, gõ cụm từ vay tiền, trong 0,43 giây sẽ có 141 triệu kết quả về hàng loạt địa chỉ cho vay tín dụng. Chưa bao giờ việc vay tiền lại dễ như hiện nay. Người vay có thể cầm cố bất cứ giấy tờ gì có trên người, ví dụ như hộ khẩu, điện thoại, thẻ tín dụng, thậm chí là cả thẻ sinh viên. Cái bẫy của tín dụng đen trực tuyến hiện nay thì là các đối tượng thường là thuê những cái công ty thiết kế về các cái giao diện ứng dụng website hay là ứng dụng app để tạo ra những cái website và các ứng dụng cho vay trực tuyến. Và các ứng dụng này thì nó có cái giao diện rất là đẹp mắt, rất là bắt mắt và tạo cái độ tin cậy. Nhưng thực tế thì là về thông tin các đối tượng có thể là che giấu đi nhiều các thông tin về lãi suất. Là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, tại tỉnh Hà Nam, hình thức cho vay qua các app tín dụng đen đã tiềm ẩn những phức tạp. Đối tượng hướng đến là các tiểu thương, công nhân, người có khó khăn tài chính và các đối tượng ăn chơi lêu lỏng, cờ bạc, cần tiền nhanh. Hiện nay thì trên địa bàn thì cái tội phạm tín dụng đen chủ yếu là lợi dụng cái không gian mạng để đưa các cái thông tin cho vay. Từ đó thì người vay thì có thể là sẽ sử dụng khi truy cập vào các cái trang web này và bọn chúng sẽ cung cấp tiền có thể là qua tài khoản hoặc là trực tiếp đưa cho người đến cho người vay. Ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen là một yêu cầu cấp thiết hiện nay của các cấp các ngành nhằm lành mạnh hóa thị trường tín dụng, ổn định cuộc sống của người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Các người dân khi mà có cái nhu cầu vay tiền thì không nên mà liên hệ với các đối tượng cho vay lãi nặng hoạt động theo tín dụng đen như thế này vì có rất nhiều rủi ro, mà nên liên hệ ngay với các tổ chức tài chính, các cái ngân hàng để được hỗ trợ vay theo đúng quy định của pháp luật. Tín dụng đen vẫn hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. Cảnh giác và thông thái trong tiếp cận với các nguồn tín dụng không chính thức là điều rất cần thiết với nhiều người, đặc biệt là tiếp cận các nguồn vốn online. Theo các chuyên gia kinh tế, với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, góp phần phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, nhưng phải có giải pháp để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này.
Nhiều chuyên gia cho rằng việc giảm thuế này sẽ giúp kéo giá thành sản phẩm dịch vụ giảm theo, sẽ giúp tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đây là chính sách cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế đang khó khăn do dịch COVID-19. Song, để người tiêu dùng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này, cần phải có giải pháp đảm bảo hàng hóa dịch vụ có mức giảm bằng với mức giảm thuế giá trị gia tăng. Cùng với đó, khi mua hàng hóa dịch vụ ở siêu thị hay những đơn vị có xuất hóa đơn, người tiêu dùng sẽ được giảm thuế trực tiếp trên hóa đơn mua hàng. Tin thế giới, với tốc độ lây lan của biến thể Omicron, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Các nước liên tục ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, cùng số ca tử vong và nhập viện gia tăng. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines, ngày 19 tháng 1 thông báo, ghi nhận ít nhất 2 ca tử vong sau khi nhiễm biến thể Omicron, cùng gần 500 ca nhiễm biến thể này. Hiện giới chức Philippines đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch thứ tư khi số ca mắc mới liên tiếp lập đỉnh. Trước đó, hai quốc gia đầu tàu châu Âu, Đức và Pháp đều ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ trước tới nay, với lần lượt là hơn 100.000 và 464.000 trường hợp. Omicron đang lan rộng ở cả hai quốc gia châu Âu này, thậm chí trở thành biến thể chủ đạo tại Đức, gây ra tới 70% số các ca mắc mới. Trong bối cảnh châu Âu đang tiếp tục phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19, một số quốc gia bắt đầu triển khai robot đi học hộ những trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe. Pháp và Đức là những quốc gia đầu tiên sử dụng giải pháp công nghệ rất nhân văn này. Dự án robot thay học sinh đến lớp là một sáng kiến tư nhân do Hội đồng một quận tại thủ đô Berlin tài trợ. Quận này là địa phương duy nhất cho phép đưa robot đến trường tại Đức. Tương tự tại Pháp cũng có robot bút đi cũng kết nối cho một học sinh bị ốm, bị thương hay gặp vấn đề về sức khỏe không thể đến trường được. Sự kết nối này giúp các em có thể hình dung rõ hơn về không gian, các bạn, thầy cô và cũng cảm thấy như mình đang ở trong lớp học. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, nước này đang lên kế hoạch phân bổ 4.000 robot bút đi tới các trường học trong năm 2022. Dịch COVID-19 chính là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này. Trong tương lai của công nghệ này chắc sẽ không chỉ dừng ở thời kỳ đại dịch. Bộ trưởng Du lịch các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí mở cửa trở lại ngành du lịch ASEAN cả trong khu vực và quốc tế nhằm phục hồi ngành công nghiệp không khói này trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 25 diễn ra theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại thành phố biển Sihanoukville ở Campuchia. Các bộ trưởng đã nhấn mạnh rằng ngành du lịch ASEAN không chỉ đã sẵn sàng mở cửa trở lại, mà còn sẽ phục hồi nhanh chóng với khả năng chống chịu tốt hơn. Các bên sẽ thực hiện mọi khả năng phối hợp và hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành du lịch diễn ra dần dần và ổn định. Các bộ trưởng cũng nhất trí áp dụng hệ thống công nhận vaccine ngừa COVID-19 được tiêu chuẩn hóa giữa các nước ASEAN. Ngoài ra, các bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa các nước ASEAN để đảm bảo năng lực cạnh tranh của khối trong lĩnh vực du lịch. Lạm phát của Anh trong tháng 12 năm 2021 đã tăng lên 5,4%, mức cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua. Số liệu chính thức được công bố ngày 19 tháng 1 đang làm tăng khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng tới. Theo phân tích, giá thực phẩm, chi phí quần áo và nội thất tăng mạnh là nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát vào cuối năm ngoái tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Tuy nhiên, xu hướng này đã phần nào được bù đắp nhờ giá dầu dù ở mức kỷ lục nhưng đã ổn định trong tháng này. Trong khi đó, các lệnh phong tỏa vào năm ngoái đã ảnh hưởng đến giá một số mặt hàng, nhưng nhìn chung không tác động đáng kể đến lạm phát. Các nền kinh tế trên thế giới đang chật vật giải quyết vấn đề lạm phát, khi con số này tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng lãi suất cơ bản từ 0,1% lên 0,25%, sau khi lạm phát trong tháng 11 đã lên 5,1%, mức cao kỷ lục trong hơn 10 năm. Đây là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Lễ trao giải Grammy 2022, sự kiện thường niên nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc trong làng âm nhạc Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 4 tới tại thành phố Las Vegas, Mỹ. Theo thông báo, lễ trao giải Grammy 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp từ MGM Grand Garden Arena dưới sự dẫn dắt của diễn viên hài Trevor Noah. Trước đó, sự kiện này đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 31 tháng 1 tại trung tâm thành phố Los Angeles, nhưng đã buộc phải tạm hoãn do biến thể Omicron gây ra làn sóng dịch bệnh mới ở Mỹ. Quyết định này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp
lễ trao giải Grammy không thể diễn ra đúng kế hoạch. Những ngày này, thành phố Amsterdam trở nên rực rỡ bởi hàng dài những chiếc thuyền xuôi trên các con kênh, chở theo những bó hoa tulip đủ màu sắc. Hoa tulip cũng được tặng khách qua đường như là biểu tượng cho sự hiếu khách của người dân Amsterdam, Hà Lan. Những chiếc thuyền chở đầy hoa tulip uốn lượn qua các con kênh trong lòng thành phố nhân ngày hoa tulip. Đây là sự kiện hàng năm được tổ chức vào đầu mùa vụ hoa tulip, sản phẩm xuất khẩu chính của nông dân Hà Lan. Năm nay do đại dịch, những chiếc thuyền đi dọc thành phố tặng hoa cho người dân thay vì tập trung tại quảng trường như mọi năm. Năm 2021, công ty bán đấu giá của Hà Lan đạt doanh thu kỷ lục 5,6 tỷ euro, tương đương với 6,4 tỷ đô la Mỹ nhờ xuất khẩu cây và hoa cắt cành, trong đó có hoa tulip. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây, và ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình thời sự Lào Cai tối nay. Sáng tạo trong việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với nhiều giáo viên mầm non tư thục, khoảng thời gian này là những ngày tràn đầy nỗi lo bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đang khiến cuộc sống của họ thêm khó khăn. Đề cập tới nội dung này trong chương trình thời sự tối nay sẽ có phóng sự chuyện thưởng Tết của giáo viên. Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về việc tranh chấp đất đai tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo xã Phú Nhuận. Nội dung cụ thể sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự tối nay.